Xin kính chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại video clip mới trên kênh của Dòng Sự Kiện nha. Thì buổi chiều trước nhà chị Hồng Loan đây cả nhà cũng có khách đến mua hàng và trời cũng đang bắt đầu mưa trong một cái cơn nắng luôn nha. Nắng nhưng mà vẫn có mưa ở nhà ha. Đây, trước cửa nhà chị Hồng Loan có chiếc xe đậu nãy giờ đây, chắc khách vào để mua hàng nãy giờ đó cả nhà, cũng chưa đi ra đó. Bây giờ cũng tiếp tục cũng có khách đến mua hàng nữa đây cả nhà. Như cả nhà đã biết thì một dòng tin nhắn trạng thái của anh Nguyên Vũ vừa nhắn trên trang Facebook cá nhân Tiết Xanh là kênh YouTube chính chủ của chị Hồng Loan mang tên là Võ Hồng Loan Official, chính thức được ký hợp đồng bảo hộ quyền hình ảnh và những cái thông tin liên quan đến kênh được VLBS ký hợp đồng. Thì như cả nhà đã biết, nền tảng số VLBS đã có mặt tại khắp nơi ở Đông Nam Á với 524 triệu lượt người đăng ký sử dụng cả nhà. Đó thì các nghệ sĩ showbiz cũng thường dùng cái nền tảng này để bảo hộ quyền hình ảnh, để tránh những người lạm dụng cái hình ảnh của ca sĩ, nghệ sĩ trong những cái bài hát của họ đã được trình chiếu, trình diễn cả nhà ha. Thì có thông tin là chiều nay anh Nguyên Vũ sẽ qua nhà Hồng Loan. Thì thông tin đó không biết là có thực tế hay không thì chúng ta cũng chờ đợi xem, coi có thông tin gì mới mình sẽ gửi đến cả nhà nha. À, một xe đậu nãy giờ lâu rồi nhưng mà chưa có gửi đi, chắc là khách vô mua hàng cả nhà. Sau khi mua đơn hàng cả nhà thì khách hàng này cũng gửi đi hết cả nhà ha. Thì bên cạnh đó thì trên trang Facebook cá nhân của nghệ sĩ Vũ Lưng, tức là anh hai Vũ Lưng cả nhà, cũng có một dòng trạng thái cảm xúc như sau: thưa quý vị, đây là lý do mà Lưng và Bình Tinh phải có trách nhiệm bảo vệ em Loan, đứa con duy nhất của ba Linh, và làm theo di nguyện của ba để ba được vui nơi cõi Phật. Thời gian qua, cảm ơn mọi người, cộng đồng mạng đã và đang ủng hộ gia đình Hồng Loan, rồi pháp lực sẽ công tâm trả lại những gì thuộc về em ấy. Cười lên em nhé. Và dưới đây là một tấm hình liên quan đến chị Hồng Loan cả nhà. Đó là trước khi mất, nghệ sĩ Vũ Linh đưa giấy tờ nhà đất, dặn con đừng kể với ai. Có nghĩa là lúc mà trước khi cậu mất thì cậu đã để lại giấy tờ đưa cho Hồng Loan rồi cả nhà. Nên cái việc mà cô Sáu hỏi giấy tờ ở đâu vào ngày thứ 21 để lấy giấy tờ của Hồng Loan, không biết đi nhằm mục đích gì, thì Hồng Loan nói một câu là con không thể đưa được, ba con đưa cho con rồi. Đó cả nhà, thật là cảm động nha. Đây là cái dòng status mà của anh hai Vũ Lưng gửi đến cả nhà. Và việc là hôm qua thì anh hai Vũ Lưng không có ghé được, lý do là bận show đi hát cả nhà. Như cả nhà đã biết, làm nghệ thuật thì phải có uy tín và phải có một cái lời hứa đúng với khách hàng và khán giả. Khi mình đã nhận lời rồi, dù sự việc ở nhà có như thế nào thì chúng ta cũng phải xong việc hết rồi chúng ta mới lo việc cá nhân cả nhà. Đó là một cái việc mà một cái tinh thần làm việc rất là tốt của anh hai Vũ Lưng cả nhà. Một số khán giả comment nói là anh hai Vũ Lưng đang có một cái mối bất hòa với đứa em gái Hồng Loan, thì cũng nhân clip này mình cũng gửi lên dòng trạng thái này để cho cả nhà thấy rõ nha. Và chị Ba Bình Tinh cũng có một dòng trạng thái mới vừa rồi trên một livestream đó, thì chị Ba Bình Tinh cũng bày tỏ quan điểm ủng hộ chị Hồng Loan rất là nhiều. Nhưng mà hôm qua thì cái nhà đã biết đó, là nghệ sĩ mà là người công chúng nhưng mà người nổi tiếng nữa, nếu như hôm qua hai anh chị xuất hiện đến đây thì nó sẽ có nhiều cái fan quay và sẽ có thêm ảnh hưởng đến trật tự tại khu vực nhà chị Hồng Loan nữa. Nên việc mà hai anh chị không xuất hiện đó là một điều rất là tốt nha cả nhà. Người ta không xuất hiện nhưng người ta vẫn bảo vệ âm thầm cho đứa em gái của người của ba Vũ Linh nha cả nhà, đó là Hồng Loan. Và mọi việc như cả nhà đã biết, hôm qua thì mọi chuyện diễn ra rất là suôn sẻ, tốt đẹp đối với Hồng Loan. Và buổi chiều là chị Hồng Loan có họp báo, và họp báo thông tin gì thì cả nhà đã xem rất là nhiều trên các phương tiện thông tin và các mạng xã hội rồi, mình cũng không lặp lại nữa nha cả nhà. Như cả nhà đã biết, một thông tin của nghệ sĩ nổi tiếng mà đăng trên một trang cá nhân thì đâu phải lúc nào cũng đăng lên đâu. Đây là lần
Thứ hai, kể từ sau khi mà cái vở Mão Tinh Đoan Giáng Thế được tái diễn tại Rạp Bến Thành, thì vào ngày 6 tháng 9 thì bây giờ anh Hai Vũ Lưng mới có dịp đăng tải một thông tin như thế này. Thì trước đó anh Hai đăng thông tin liên quan đến việc giới thiệu show và ngày 6 tháng 9 và hôm nay là ngày 27 tháng 10 mới có đăng tin mới nha cả nhà. Chứ phải là muốn đăng cái gì đăng và đăng những thông tin phải có giá trị về nội dung nha cả nhà. Phía bên chị Phương Lê cũng có một những dòng trạng thái khi mà Hồng Loan vừa họp báo xong nha cả nhà. Thì sau khi họp báo xong thì trên trang cá nhân của chị Phương Lê cũng có những trạng thái như sau. Đọc cho cả nhà cùng nghe nghe. Như sau là nghe những lời Loan kể về chú những ngày giây phút cuối đời trong viện. Thấy những giọt nước mắt của em lăn dài là đủ hiểu tình yêu dành cho cha mình nhiều đến như đến giường nào. Giọt máu đào duy nhất của chú Linh nay đã được sống trong tình yêu thương của tất cả mọi người, trong đó có chị Ni luôn bảo vệ cho em. Đó là giọng trạng thái của chị Phương Lê khi mà Hồng Loan họp báo, và chị Phương Lê nghe những dòng đó thì rất có cảm động đó nha. Thì bên cạnh đó thì cũng có những cái thông tin liên quan đến Hồng Loan mà chị Phương Lê cũng mới vừa chia sẻ. Mình đọc thêm một tin này nữa cho cả nhà cùng nghe nha. Hồng Loan đừng khóc nữa em, từ nay đã có hàng triệu người yêu thương đứng về phía em. Đó cả nhà, chúng ta thấy đi, những cái tình yêu, tình cảm của khán giả, của cộng đồng dành cho Hồng Loan trong suốt thời gian qua cả nhà. Đó. Thì luật sư Ngọc cũng có thông báo như sau. Luật sư nói rõ rằng nè ve, ai còn nhớ hôm họp báo sao kê công khai tên tiền mai táng bao nhiêu không? Ký hợp đồng mai táng trước khi chú mất, có nghĩa là cô cháu gái đã ký hợp đồng mai táng cho nghệ sĩ Vũ Linh trước khi mất. Là sao ta, có nghĩa là chú mình cũng chưa mất mà tại sao phải ký hợp đồng đám tang đó, để mục đích gì đó, rất là kinh khủng đó nha. Nghĩa là về đây coi như là cái hợp đồng mai táng, hợp đồng BH cậu ta cũng có ký với kia rồi, và không biết là bên phía của chị Hồng Loan có lấy gì được không. Nhưng mà cái đó là một vụ kiện sao cả nhà, chúng ta bây giờ cứ quan tâm đến cái vụ kiện của cô Sáu Kiệt Hồng Loan về tranh chấp tài sản tại mảnh đất của Đức nha. Còn vấn đề liên quan đến hình ảnh cố nghệ sĩ thì sẽ nó là một vụ kiện khác, một vụ kiện tiếp theo sau này cả nhà. Và hôm nay trên trang Facebook cá nhân của Hồng Loan thì cũng có thông tin là 8 giờ tối nay Hồng Loan sẽ có buổi livestream trực tiếp để bán hàng cả nhà. Đây mình gửi cho nhà xem một tin nhắn mới vừa được bơ viết được 4 giờ là hôm nay 8 giờ con like món ăn vặt của shop và cùng với con chia sẻ cả nhà nghe. Nghĩa là tối nay thì chị Hồng Loan sẽ có buổi live trực tiếp bán hàng, cũng có thể là tối nay chị Hồng Loan sẽ giới thiệu thông tin của kênh bản quyền YouTube mà ca sĩ Quyền Vũ mới vừa làm cho Hồng Loan với đối tác là BOBS nha cả nhà. Đó là những thông tin mà buổi chiều hôm nay thì đáp lại những cái thông tin mà khán giả nói rằng là anh Hai Vũ Lưng hay là chị Ba Bình Tinh có những cái mâu thuẫn với Hồng Loan, không cùng Hồng Loan sát cánh vào ngày hôm qua. Thì hôm nay mình làm clip này để nói với khán giả rằng là những gì mà anh chị đã dành cho Hồng Loan là luôn luôn được trân trọng, và anh chị luôn luôn đứng về Hồng Loan và bảo vệ Hồng Loan nha cả nhà. Tất cả mọi người đều yêu quý Hồng Loan, không riêng về anh Hai Vũ Lưng hay Bình Tinh mà bây giờ là hàng triệu rồi, hàng triệu người trên khắp cả nước và trên thế giới khi biết cái vụ drama này và luôn luôn hiểu đứng về phía Hồng Loan, ủng hộ hỗ trợ cho Hồng Loan. Còn bên phía kia thì sao? Hôm qua thì câu chuyện mà bà Lành nó bị đuổi ra khỏi nhà thì mình cũng có một thông tin như thế này, thì có một cái hình ảnh liên quan đến bà đây cả nhà. Đây, khi mà vào nhà của Hồng Loan thì tất cả các luật sư, những người có quyền và nghĩa vụ thì đang ngồi phía trên, còn bà thì ngồi phía dưới để ngóng thông tin đây. Và sau đó luật sư Ngọc cũng đã nhìn sang đồng nghiệp và nhìn sang công an là mời bà ra khỏi nhà để cho việc công việc liên quan nó được giải thích, giải quyết một cách nhanh chóng và ổn định cả nhà. Nó thì có clip là bà ta đi ra ngoài và một số khán giả đuổi theo để họ hét kêu sao kê, kêu lành này lành nọ cả nhà ha. Thì đó là thông tin mà mình muốn gửi đến cả nhà trong bản tin chiều nay về
anh Hai Vũ Lưng, về chị Huỳnh Tinh, về chị Phương Lê và về Hồng Loan cả nhà. Dạ, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà tại những clip tiếp theo nha.